Xin chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một căn nhà được xây dựng độc lập tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Cụ thể là thuộc đường Quang Lãm mọi người nha. Với vị trí ngôi nhà diện tích là 30m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Ngõ trước nhà thì của ngôi nhà là 1,5m và cách với trục đường ô tô đi lại là 10m. Từ vị trí của ngôi nhà này rất là gần những cái tiện ích sinh hoạt xung quanh chợ, trường, phường, trạm, gần với lại trường mầm non, trường tiểu học, cách với lại chợ Sốm nó khoảng tầm 500m, cách với Ủy ban Nhân dân phường Phú Lãm nó khoảng tầm 300m và cách với trường Đại học Đại Nam nó khoảng tầm 1km thôi nha mọi người. Mời quý khách hàng theo em cụ thể và vị trí ngôi nhà. Đây chính là vị trí của ngôi nhà mọi người ạ. Và với cái thông số nhà như sau: hướng nhà là hướng Đông Bắc, mặt tiền của ngôi nhà là 7m15, mặt hậu là 7,15m nha quý vị. Và cái ngôi nhà này thiết kế mỗi tầng một phòng ngủ rất là rộng, mặt tiền lớn cho nên ngôi nhà rất là thoáng và hướng Đông Bắc thì cũng rất là mát nha mọi người. Đấy, từ vị trí mà Ngọc Ánh đứng và đi vào vị trí ngôi nhà, nó chỉ khoảng tầm 10m thôi nha quý vị. Đường ô tô đỗ rất là gần. Và với cái ngôi nhà này thì được thiết kế như thế nào? Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh cụ thể nhé. Với cái cửa chính của ngôi nhà thì được thiết kế là hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt hộp kéo và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp nha mọi người. Đó, đây Ngọc Ánh đang đứng đó là phần phòng khách của ngôi nhà. Thì như trên hiện trạng của ngôi nhà, cái căn nhà này đã được hoàn thiện gần như là 100%, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Toàn bộ cái phần gạch lát nền cũng đều được hoàn thiện đầy đủ, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, các vật dụng cũng như là cái trang thiết bị mà hoàn thiện lên ngôi nhà thì đều được rất là chỉnh chu nha mọi người. Giá chào bán của cái ngôi nhà này thì chỉ 2 tỷ 150 triệu đồng thôi, đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hồ sơ giấy phép xây dựng đầy đủ nha mọi người. Và với cái ngôi nhà này thì có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 80% giá trị nhà với cái lãi suất ưu đãi nhất. Và với lại cái thời gian vay lâu nhất nha quý vị, vay tối đa là 25 năm, tối thiểu là 3 năm. Với ngôi nhà này quý khách hàng chỉ có khoảng tầm 800 triệu đồng tiền mặt là đã có thể sở hữu cái vị trí đắc địa của cái phường Phú Lãm này rồi nha mọi người. Nó rất là gần với lại Ủy ban Nhân dân, trạm y tế cũng như là gần với chợ dân sinh, gần các trường Đại học Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, Đại học Đại Nam, gần với các trường xung quanh tiểu học mầm non, rất là tiện ích. Tiếp theo, mời quý khách hàng theo chân em vào phía phòng bếp của ngôi nhà. Với căn phòng bếp thiết kế cũng khá là chỉnh chu mọi người ạ. Toàn bộ cái tủ bếp của ngôi nhà được thiết kế là gỗ sồi Nga nha mọi người. Phụ kiện bếp đi kèm được thiết kế là chất liệu inox 304 rất là đẹp. Chậu rửa là chậu đúc liền khối và cái vòi rửa cũng vậy, đều là chất liệu inox 304. Quý khách hàng có thể ngắm nghía giúp Ngọc Ánh luôn. Hồ sơ điện, hồ sơ nước của ngôi nhà này cũng đều được thiết kế đầy đủ rồi nha. Nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Toàn bộ bếp ở đây được ốp kính ốp bếp nữa nha mọi người. Xung quanh bếp, mặt bếp ốp đá đen granite kim sa rất là hợp lý nha. Nước thì đã có sẵn rồi. Với ngôi nhà này quý khách hàng chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi. Vị trí quá là ok, ô tô thì đỗ rất là gần. Tầng 1 của ngôi nhà ngoài ra còn có một phòng vệ sinh đầy đủ về hệ thống bồn cầu, vòi rửa, vòi chậu và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với ngôi nhà này ở phía trên tầng 4 đã có đầy đủ 4 nước một khối và phía dưới tầng 1 đã có bể ngầm 2 khối 8 nha quý vị. Đó, rất chi là hợp lý đó. Và toàn bộ tay vịn cầu thang đây mọi người có thể nhìn thấy, thiết kế toàn bộ là gỗ lim và mặt bậc cổ bậc là được ốp đá xanh granite. Tiếp theo, ngoài xin trân trọng mời quý khách hàng lên khám phá tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà xem ngôi nhà này thiết kế như thế nào với cái vị trí đường Quang Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội nha quý vị. Với tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế như sau, gồm một phòng ngủ lớn và một phòng vệ sinh mọi người ạ. Đây chính là cái căn phòng ngủ của cái ngôi nhà này. Thì toàn bộ căn phòng ngủ đều có cửa sổ riêng của mỗi phòng để lấy toàn bộ ánh sáng cũng như là cái không khí vào trong cái không gian phòng. Đồng thời chủ đầu tư có lắp đặt sẵn ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa rồi mọi người nha. Đó, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi. Phần gạch lát nền ở trên phía tầng 2 phòng ngủ đây, mọi người có thể nhìn thấy kích thước gạch là kích thước 60-60 vân đá màu vàng, nhìn cũng rất là sang nha.
Và cái tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, rất là dễ phối hợp với lại những cái đồ nội thất ở trong căn phòng này. Toàn bộ hệ thống cửa thông phòng là cửa nhôm hệ Việt Pháp nha quý vị. Ở phía tầng 2 này thì cái gian phòng ngủ này nó rơi vào khoảng tầm 16-17 m², rất là rộng nha quý vị. Và ở phía tầng 2 còn có một nhà vệ sinh nữa đây. Mọi người có thể ngắm nghía nhà vệ sinh giúp em, cũng rất là rộng, thiết kế đầy đủ chi tiết. Hệ thống bồn cầu liền khối, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh Hàn Quốc, cả hệ thống lavabo đây mọi người nha. Gương tắm. Và cái không gian phòng này thì đã ốp toàn bộ gạch 30-60 lên trên tới tận trần. Và cái màu sắc của cái nhà vệ sinh này thì cũng rất là độc đáo nha quý vị. Kẻ sọc màu xanh nhìn nó rất là hay ý. Tiếp theo, mời khách hàng nha em lên trên phía tầng 3 ngắm nghía tiếp theo tầng 3 ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà này thì được thiết kế tương tự như tầng 2, gồm một phòng ngủ giống hệt tầng 2 thiết kế mọi người ạ. Hướng nhà của cái ngôi nhà này là hướng đông bắc, bởi vậy cho nên rất là mát. Từ vị trí ngôi nhà này mà đi ra tới ủy ban nhân dân, chợ xóm cũng như là trạm y tế thì nó rất là gần, quý khách hàng có thể đi bộ được nha mọi người. Rất là tiện ích, và ngay đầu ngõ thì đã có cái đầy đủ những cái tiện ích, ví dụ như nhà hàng, tạp hóa các thứ đầy đủ rồi. Và phòng vệ sinh tầng 3 thiết kế giống hệt tầng 2. Tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà này, phòng vệ sinh đều được thiết kế đầy đủ cửa thông gió nha mọi người nha. Đây này, quý khách hàng có thể nhìn giúp em luôn. Nhà vệ sinh rất là thoáng mọi người ạ, không hề bị bí đâu. Phần còn lại của ngôi nhà đó là tầng 4, mời quý khách hàng lên tham quan nó tầng 4 cùng em Ánh nhá. Và với tầng 4 của ngôi nhà mọi người thấy không ạ, rất là thoáng. Bước lên chân lên trên tới tầng 4 đây, quý khách hàng có thể nhìn thấy giúp Ngọc Ánh đây. Trời ơi, một cái ô thoáng rất là thoáng. Và ở đây, cái ô thoáng này quý khách hàng có thể nhìn thấy xung quanh đó, rất là nhiều hộ dân, cũng như là cái khu vực này thì nó vị trí của nó là dân cư vô cùng đông đúc nha mọi người. Phía chân Ngọc Ánh đang đứng ở đây là khu vực để máy giặt nha mọi người. Đó. Tiếp theo, ở đây là thiết kế gian phòng thờ của ngôi nhà. Nhỏ xinh thôi nhưng mà nói chung là đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Và phần còn lại đó là thêm một cái gian phòng nữa. Thì cái gian phòng này quý khách hàng có thể sử dụng tùy với cái mục đích công năng của quý khách hàng nha. Có thể làm phòng làm việc, có thể là làm thiết kế thêm một cái phòng kho, có thể thì là phòng ngủ. Nói chung với ngôi nhà này như thế thì ở bước chân lên trên phía tầng 4 là có 3 phòng riêng biệt và có gian phòng thờ, phòng khách, phòng bếp, khu vực phơi phóng nữa nha mọi người. Đây này, đây cũng chính là cái khu vực để sân phơi luôn. Vậy thì quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về vị trí ngôi nhà này hoặc vị trí các ngôi nhà khác, bên Ngọc Ánh có giá thấp nhất hiện tại là 1.550.000.000 và đất thì là có cái mảnh đất thấp nhất là tầm 800.000.000. Muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình nhé, 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người mà mua nhà thời điểm đang dịch Covid như này giá rất là bình ổn nha mọi người. Vậy thì quý khách hàng còn chần chừ gì mà không gọi ngay cho Ngọc Ánh nhá. Nhớ đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những bất động sản tiếp theo bên Bất Động Sản Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại.